Hân hỷ chào đón tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, bước sang tháng 7 thì ai trong số chúng ta cũng tò mò và muốn tìm hiểu xem vận trình số phận của mình trong tháng 7 này sẽ như thế nào. Đặc biệt là đối với quý vị gia chủ tuổi Kỷ Sửu, sinh năm 1949, quý vị có muốn biết là trong tháng 7 này mình sẽ có được may mắn thuận lợi như thế nào không ạ? Vừa thoát khỏi hạn thái tuế và bước sang tháng 7 âm lịch thì những quý vị gia chủ tuổi Kỷ Sửu cực kỳ may mắn, làm gì cũng thành công và thuận lợi, gia đạo hưng vượng và bình an. Trong tháng 7 âm lịch này, quý vị là một trong số con giáp được mọi người kính nể và khen tị vì những thành công của mình. Vốn dĩ đời người, chúng ta là thông minh, đôn hậu, có tấm lòng bác ái. Cuộc sống những tháng ngày trước đây của tất cả quý vị, đôi khi chúng ta sẽ gặp không ít trở ngại và sóng gió. Tuy vất vả là vậy, nhưng tiền tài thu được lại chẳng có là bao nhiêu. Và hơn nữa lại còn mang chuyện thị phi, tai tiếng bủa vây chúng ta trong những năm tháng bị tam tai hay thái tuế. Nhưng hãy quên tất cả những cái điều đó đi, bởi vì bước sang tháng 7 âm lịch này thì quý vị sẽ có một cuộc sống hết sức viên mãn và thành công. Và cũng nhờ những nỗ lực trước đây mà bây giờ quý vị có thể hưởng thụ trái ngọt trong cuộc đời của mình. Và không để cho quý vị phải chờ đợi lâu thêm, chúng ta hãy cùng bước vào phần phân tích nội dung cụ thể quý vị nhé. Xin mời. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Sửu, sinh năm 1949, trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, gia chủ sinh năm 1949 Kỷ Sửu, thường gọi là tuổi Châu, có ngũ hành bản mệnh phích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Kỷ Sửu sinh năm 1949 là người khôn ngoan, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình phong độ lịch sự nên dễ gây thiện cảm trong giao tiếp. Ngoại cảnh và vẻ hào nhoáng bên ngoài rất dễ lôi cuốn quý bạn, chính vì vậy nghĩ suy và ước vọng cũng mau thay đổi, cho dù cố gắng cũng khó thành công với những ngành nghề đòi hỏi sự tính toán nhẫn nại và nhất là phải thể hiện tính khuôn mẫu mực thước. Ưu điểm lớn nhất của những người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 là tinh thần trách nhiệm. Sống thực tế, mọi chuyện họ đều suy xét kỹ càng trước khi thực hiện. Tuy vậy, họ lại khá bảo thủ và truyền thống, quá cứng nhắc, không khéo léo xử lý, lại dễ nổi nóng nên mọi chuyện rơi vào tình thế không thể nào vãn hồi. Về tình cảm, người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 ít khi thể hiện tình cảm của mình, nhưng nếu gặp được người phù hợp, họ sẽ bộc lộ thế giới nội tâm phong phú. Người tuổi này cũng không biết cách thể hiện bản thân, làm màu trong mắt người khác nên nhiều khi bỏ lỡ cơ hội đến với mình. Phụ nữ tuổi này dễ tin người và thích nghe lời đường mật từ người khác mà làm theo nên khó tránh khỏi thất bại thời trẻ. Vận mệnh gia chủ Kỷ Sửu sinh năm 1949 cũng có lúc mở mày mở mặt với đời, nhưng công danh tài lộc không bền, chịu nhiều phong trần từ thời tiền trung vận, tuổi già được nhiều phúc đức, con cái nên danh. Tháng này bản mệnh không có quá nhiều may mắn, công việc của bản thân gặp một số vấn đề rắc rối biến động, thời tiết thay đổi khiến sức khỏe của gia chủ ảnh hưởng đáng kể. Các căn bệnh tuổi già được dịp tái phát, thời gian này bạn luôn gặp những rắc rối với người bạn đời, người thân của mình, mâu thuẫn xuất phát từ những lý do rất nhỏ nhặt khiến bạn mệt mỏi, nên đứng vào vị trí của nhau để nhìn nhận, cảm thông và thấu hiểu cho nhau. Xét về thiên can, Kỷ Âm Thổ gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Sửu trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Nếu vẫn đang đi làm, sự nghiệp trong tháng này có nhiều biến động, dễ vấp phải đủ loại trở lực hoặc bị người khác gây khó dễ, bất hợp tác. Hơn nữa, nếu không kiểm soát cảm xúc của mình, bạn rất dễ để cảm xúc dẫn lối mà bỏ qua việc dùng lý trí để suy xét mọi việc. Ở tuổi này chắc chắn, chính gia chủ cũng không hề muốn xảy ra tranh chấp, cãi cọ, đấu tố, nên nếu có thể thì hãy chủ động tránh những rắc rối không đáng có, nhớ rằng dĩ hòa vi quý. Người đã về hưu có thể an nhàn tận hưởng cuộc sống êm đềm bên gia đình, con cháu và những thú vui tuổi già của mình. Trong tháng sẽ phát sinh những vấn đề cần phải làm việc với cơ quan hành pháp, tuy nhiên nhìn chung sẽ tiến hành thuận lợi. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an.
Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ kỷ sửu. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Đã sống đến độ tuổi này, bản mệnh không đặt nặng vấn đề tiền bạc mà chỉ quan tâm tới việc quây quần bên con cháu, an nhàn tận hưởng tuổi già. Cẩn thận với những lời mời chào đầu tư với mức lãi suất cao, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, kẻo lọt vào bẫy lừa gạt của những kẻ xấu khiến tài sản tích góp cả đời hao hụt. Gia chủ có thể sử dụng sự khéo léo của mình để thu được lợi ích nên bình tĩnh và lý trí thì tốt hơn. Tuy nhiên bạn cũng cần chú ý vì còn có dấu hiệu phá tài trong tháng này. Nếu gia chủ không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tuổi tác cao khiến sức khỏe ngày càng giảm sút, âu cũng là chuyện thường tình. Ngoài ra, hệ tiêu hóa cũng xuất hiện dấu hiệu bất ổn, chú ý ăn uống và sinh hoạt lành mạnh. Bản mệnh cần chú ý an toàn khi đi lại, điều khiển phương tiện giao thông để tránh xảy ra tai nạn, thương tổn ngoài ý muốn. Những người vẫn còn đang nặng lòng với sự nghiệp thì tinh thần của những người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 có phần không được tốt như các tháng trước đó do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Đành rằng ở tuổi này, sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch suy giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do bạn chủ quan và không quan tâm đến sức khỏe của mình. Hãy dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn bạn nhé! Các quý vị gia chủ Kỷ Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng. Để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất cho tất cả các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường, gây nên nhiều ảnh hưởng tới chuyện tình cảm. Người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia và khiến đôi bên trở nên xa cách, thiếu sự thấu hiểu, khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy. Ở tuổi này, tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã biến mất, để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Chìa khóa để cải thiện mối quan hệ chính là quản lý nó. Người bạn đời bên cạnh bây giờ đã trở thành người tâm giao, người cùng nhau chia sẻ khó khăn và nuôi dạy con cái. Hai người đã ở bên nhau cả một đời người, đủ hiểu được cái gì cần thiết cho gia đình của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng cần lắng nghe tâm tư của vợ chồng mình để mối quan hệ của hai người được tốt hơn. Mối quan hệ với con cái có phần hanh thông, tình cảm. Người con của bạn đã trưởng thành, đã biết tự lo lắng cho bản thân và gia đình riêng. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm là đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tí và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ, tuyệt mão. Đối với những người tuổi Kỷ Sửu, trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Quý Mùi, có nạp âm dương liễu mộc. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 7 năm 2022, tức ngày 10 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Mùi, có nạp âm sa trung kim. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 7 năm 2022, tức ngày 22 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Đinh Mùi, có nạp âm Thiên Hà Thủy. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán.
các ngày tốt đối với những người tuổi Kỷ Sửu trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 6 tháng 7 năm 2022, tức ngày 3 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp Giáp Mậu Tý, có nạp âm Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 7 năm 2022, tức ngày 15 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp Giáp Canh Tý, có nạp âm Bích Thượng Thổ. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác và ai cũng có số mệnh, sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc xem tử vi tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp đỡ được cho tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống này. Có những bước đi, chúng ta có thể vững chắc hơn và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Đó sẽ là cách mà quý vị ủng hộ chúng tôi, những người rất vất vả để có thể thực hiện chương trình này. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã khép lại. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung lần sau.